Cu ơi, chào anh đi cu. Cu chào anh em ơi. Chào anh đi, chào anh Quân. Chào anh. Nào em chào anh Quân. Em Rồi, chào em nhá. chị bà xem Bà xem đúng rồi. đó Cu đi anh Quân bảo số 4 đâu? Bảo Anh Quân đây bảo số là 4 số kìa. 4 đâu? Thế nên Số 4 anh tìm cho anh Quân số 4 rồi. Đâu, số 4 đâu? chị Đúng bảo rồi, số ra 4 thơm thì mẹ Thúy một cái đi con này, là xong lại số vào. 4 mà. Không phải ấn vào chỗ đặt mà. Đúng rồi, số 4 đúng rồi. Ra thơm mẹ Thúy xong lại vào tìm số 3 nhá. Chỉ vào số, không chỉ không ấn số 5, nó chỉ vào số 5 mà. Đâu, số 5 đâu, tìm cho anh cho là số 5 đâu em. Không phải chỉ vào số như thế này này. Đây là số 4, cái số 5 đâu đấy, không phải chỉ vào số mới đúng chứ. Số 5 Đúng không phải rồi, là ra thơm không mẹ phải Thúy số nào. 5 đâu. Con ấn vào số như này này. Đây là số mấy? Để đấy. Đấy, không phải chỉ. Không, số 5 là kẹo. À, số 5 là kẹo ạ. À? Số này kẹo, ai dạy mà kẹo thế? Đâu, chữ A đâu con ạ? Chữ A đâu em ơi? Chị Chữ A A, đâu chị cu? A đâu, chị Em A ơi, chữ đâu? A đâu? Cu ơi em ơi, cu em. Cuối. Chữ A đâu? Chữ K đâu? À, chữ A đâu? Chữ A đâu? Chữ A. À, đi mất rồi. À, đi mất rồi. À, rồi. Đi mất rồi, nhìn kỹ lại xem nào. À, đi anh chơi chị rồi. cảm thấy Chữ A như đi mất nào. rồi. Chữ A đi mất rồi không? A Kỹ đâu, chữ lại A chữ đâu? gì đây, chữ gì đây? Chữ gì? Chữ... À, không, con không được ấn, đây là chỗ đọc. Thì chữ gì đây? Chữ gì? Chữ này là chữ A à? Phải không? Chữ Chữ A này chữ đâu? A, à, chữ B. Chữ này chữ gì? Chữ này chữ gì? Thế thì chữ A Chữ đâu? Chữ cờ à? Rồi, chữ cờ giỏi. Ơi siêu quá nhỉ. Con học bao lâu rồi chị ơi? Con bà học bao nhiêu mà thuộc được nhiều? Con học bao lâu rồi mà thuộc được nhiều thế chị? Con học khoảng nửa tháng, Nửa tháng rồi mà nhanh thế nhỉ? Từ lúc chị Như cháu vào học là cháu học nhạc ơi. Hai đồng cái này à? À đúng rồi, cái chữ này là chữ gì? Chữ gì nó đọc to mà. Chữ gì? Ôi, siêu quá. Được rồi. Thế nhưng Chữ gì nó đây? đọc cho mình đúng không chị nhỉ? Đọc theo chị ạ. Đúng đúng ạ. À? Chữ này chị cu nghe à cu? cu mấy tuổi rồi Chữ em? này Cu ơi mấy tuổi rồi em? chị Mẹ ơi, ai hỏi cu năm nay mấy tuổi rồi? À cu năm nay 3 tuổi ạ. 3 tuổi rồi à? Thế mà đã Vâng. học được rồi chữ rồi. Này này đi lớp mầm người ta mới Mấy dạy đúng tuổi không chị? con, mấy tuổi con nói đi. Con chạy Con chạy nhanh cu nhớ. à, con chạy nhanh à? Cu mấy tuổi rồi? Cu ơi em ơi mấy tuổi rồi em? Cu ơi, thầy hỏi cu ơi. À thầy hỏi cu mấy tuổi? Con Cu mấy mấy tuổi? tuổi rồi em? Con 2 tuổi. Con hai Hai tuổi á, thật không? tuổi Thật không? Nói lại xem nào, con 2 tuổi hay con 3 tuổi? Quay cu quay. Hả? Con hai Cháu tuổi, con mấy? 3 tuổi? Cu mấy tuổi? Năm tuổi. Ui, 5 tuổi à? Năm Năm tuổi tuổi à? là Rồi, chữ rồi, không anh phải lớn của rồi, em lớn rồi. Cu lớn rồi nhỉ? Cu lớn rồi, cu có bạn gái chưa? Đấy, Mẹ chị đâu? Uyên. Chữ cờ đâu, cu ơi? À, cu cu chỉ chữ cờ xem nào. Cu ơi, chữ Chữ cờ cờ đâu đâu con? cu? Chữ cờ đâu? Cu chỉ chữ cờ xem nào. Tìm chữ cờ đâu. Chữ cờ đâu em? Đây là Đâu? số mà con lại Chữ nhầm à? Chữ cờ. cờ đâu? Chữ Chữ cờ cờ đâu? mà. Chữ cờ Nhìn mẹ lại dạy xem em chữ nào. cờ đâu? Mẹ Chữ dạy em cờ ở chữ đâu cờ nhỉ? đâu? Con nhìn xem đâu là chữ cờ nào. Đúng À, rồi, đúng giỏi đấy. quá nhỉ, chữ cờ đấy. Thì Nào chữ chữ bờ đâu? giờ chữ bờ đâu con? Bờ. Chữ bờ đâu? Hay chữ bờ đi chơi rồi? Bờ đi chơi Thật rồi. Bờ đi chơi rồi, tìm lại xem nào nó Nhìn đã đi kỹ về lại xem chưa? chữ bờ đi chơi chưa? Đấy mà, đấy đúng chữ bờ không? Thì chữ bờ đi chơi không? Chữ bờ đấy là con nó là hình gì đấy cu, nó là hình gì đấy? Con phải đá bóng. Ơi, con phải đá bóng là siêu quá nhỉ. À đây, à, cu khoe thầy là hôm nay con gặp tai nạn ở trường chưa? À con bị ngã khi ngủ dậy không? Chơi với bạn nhỉ? Ngã như thế nào nhỉ cu ơi? Cu ơi em tả À lại cái lúc mình ngã khi ngủ dậy như nào. à con bị đau này. Đau à? Ôi. Vâng. Gì Đấy. nữa? Còn gì nữa không cu? Con À con hết rồi, con cái gì để mách không? có gì nữa không? Con cái gì Ngủ để dậy mách xong không là nhỉ? ngã thôi à? Con À à ăn con làm ăn sao? Con À, con bị dỉ mắt. gì mát con gì nữa không? Cô Còn cho gì nữa ăn không? gì con? Cô cho ăn À gì? cô cho con ăn gì? Con ăn ăn cơm. Ăn cơm mà. Biết có nhớ chị Chi Ăn không? Nhớ cơm. chị.
À con cơm với đậu với chị. Cơm với đậu với chị. Con có nhớ chị Chi không? Có. Chị Chi nhà bác nào? Chị Chi nhà bác nào nhỉ? Nhà bác nào? Bác Tuấn. Hay nhà anh nào? Vậy. À cô không nhớ à? À chị ơi. Thật không? Chị Chi nhà ai? Nói cái gì chị Chi nhà ai đây? Bác Liên. Ở đây không? Ai đang nói chuyện với con nhỉ? Chị Chi nhà. Anh Quân nhà, chào anh Quân đi kìa. Cô chào anh Quân nào. Cú đâu rồi, trời ơi. Rồi. Đâu? Chào anh Quân nào, em chào anh Quân nào. À, chị Khánh Chi á, thế con lại gọi chị Khánh Chi ơi. Gọi chưa? Chị Khánh Chi ơi, thì chị Minh nó mặt ra chứ con không gọi sao chị nó mặt ra. Chào anh Chi ơi. Chào Khánh Chi ơi kìa, Khánh Chi chào em kìa. Ý, ý, chị Khánh Chi kìa. Ơi rồi, đâu rồi, chị đâu rồi, em nhìn cái nào. Thích đấy, chơi chị Khánh Chi không? Chị Khánh Chi tập khó không? Thích chơi chị Khánh Chi không? Chị Khánh Chi đâu? Cô thích chơi chị Khánh Chi không? Khánh Chi đấy rồi. Thế đây là ai đang hỏi con nhỉ? Ai đang hỏi con? Anh Quân, chào anh Quân nào. Thầy giáo của chị Uyên, con chào là gì? Em chào anh Quân. Chào anh. Gì trời ơi. Thế là sao lần... À, thế lần sau con gặp thầy của chị Nguyên thì con chào như nào? Em chào anh Quân. Làm sao quay lại xem nào? Chào anh Quân nha, em chào anh Quân nha. Nào, giơ tay nào. Giơ tay, em chào anh Quân nào. Em chào anh Quân. Em chào anh Quân, nói hẳn hoi nào. Em chào anh Quân. Rồi, anh chào cô nhé. Bye, bye cô nhá. Bye cô nhá. Bye cô nhá.